Chào các bác. Em hôm nay em lại tiếp tục quay với cái cây là năm cây trắng tuyết ngọc mà mọi người vẫn hay gọi tên. Cây này thì nó là cây năm cây trắng mắt blue ấy, nhưng mà một số người là các bác ấy là không biết là sưu tầm có đúng cây không. Mà em thấy là cái cây đấy là các bác ấy là bị nở ra ấy. Nhiều bác vẫn bảo là nó cánh phải phẩy. Thì hôm nay ở đây là em nở khá là nhiều bông mà em dùng thuốc Kiki Pro em bơm để cho nó ra nhiều hoa, nhưng mà nó ra đúng nhiều hoa thật. Đúng ra nhiều hoa thì bây giờ nó có một số cái cây này là em bỏ cái lưỡi nó đi. Bởi vì nhiều khi các bác sẽ nhầm tưởng rằng nó sẽ là cái cây bị ánh bởi cái từ cái lưỡi ấy, màu tím từ cái lưỡi lên ấy. Thì là các bác muốn nhìn nó rõ nhất ấy, như ngày trước em hay làm, đó chính là dùng một cái miếng giấy trắng để lên trên cái cánh đấy để xem cái cánh đấy là nó có bị không, thì là mình sẽ nhìn, mình sẽ biết ngay. Thì giới thiệu các bác cái cây này là cái cây năm cây trắng mắt blue, thì mọi người hay gọi tên nó là cây tuyết ngọc. Cây tuyết ngọc này thì hiện giờ nó đang nở vào ngày hôm nay hình như là mùng 6 tháng 6 hay mùng 5 hay mùng 6 tháng 6 ấy. Cây này thì nó đang nở ở nhà em. Cây này thì khuôn cánh khá giống với Hà Tĩnh, nhưng mà mắt miếc là mắt mũi là màu nó khác. Khuôn cánh giống Hà Tĩnh, nhìn chung là rất giống. Thì đây là em quay video giới thiệu cây này để các bác biết và các bác sưu tầm cái cây này. Sưu tầm thì cũng có thể ở đâu cứ bán địa chỉ uy tín mà cây cối mà nó chuẩn, nó đúng mặt hoa như các bác sưu tầm ấy thì các bác sẽ sưu tầm. Thực ra cây này thì nó nở thì do mỗi thời điểm nở vào mỗi nhà chăm, mỗi người sẽ có một cái bông hoa nó đẹp xấu khác nhau. Bởi vì chăm tốt, nhiều nắng thì hoa sẽ đẹp hơn, còn mình mà chăm kém hay vườn ít nắng chẳng hạn thế thì nó sẽ cây nó sẽ yếu hơn và nó sẽ hoa là kém hơn. Với cả để nở tự nhiên là đẹp nhất, nhưng cây này thì nó khá là khó hoa. Thế nên đây là có hai thân to đây, thì em sử dụng vào một thân sử dụng bằng thuốc Kipro của Mỹ và một thân không sử dụng. Đây, bên này là thân không sử dụng. Để nguyên đây thì là nó chả ra cái gì, ra mỗi 2 kỳ, chả ra hoa nào hoặc là chưa ra. Cái này hiện tượng này là phù hợp với dòng là khá là dòng miền Trung hoặc là Cát Bà hoặc là cái gì đấy, đại loại là vùng về nhận diện và vùng miền ấy, thì không ai dám nói tài cả. Bởi vì mỗi một cây trồng một thời điểm nó sẽ khác nhau. Khi mà anh nuôi, khi mà các bác nuôi ở trong miền Nam ấy thì nó sẽ nắng nhiều hơn, đúng không ạ? Nắng quanh năm thì cái việc để hoàng thảo nó ra hoa là rất là ít. Như kiểu ngày xưa mà trồng trầm với cả giả hạc với cả trầm phi đi trầm với cả đùi gà ấy, trong năm gì có hoa, nó đen do xuân, rất ít hoa. Nhưng mang ra Bắc thì nó rất nhiều hoa, đại thảo cũng thế thôi. Thế nên là những cái cây phi điệp cũng như vậy. Những cây phi điệp thì các bác mua ở đâu nó cũng như vậy thôi. Vùng miền đôi khi nó cũng không quan trọng lắm bằng cái việc là bông hoa nó như thế nào, hoa nó đẹp hay không. Hoa nó đẹp là mình chơi sưu tầm, còn những cái cây mà hoa nó không đẹp thì không sưu tầm thôi. Nhưng đây nó là cây tuyết ngọc này, thì như em thấy đây thì nó là một trong những cây đẹp và chơi được. Nó là dạng năm cây trắng mắt blue, và mắt blue nó hiếm lắm. Nó hiếm hơn là mắt hồng. Hiếm nhất, nó là mắt hiếm nhất trong các dòng mắt. Thì các bác để ý mà xem, là đúng là hiếm, nó hiếm nhất bởi vì là nó không có mấy cái cây mà nó được đột biến cánh trắng vào mắt blue đâu, ít lắm. Còn mắt hồng thì với mắt xước thì nhiều lắm, các bác cũng biết có nhiều, đúng không ạ? Nhưng cây này nó là một trong cây rất hiếm, nhưng mà giá nó cũng vừa thôi. Cây này bởi vì hoa nó cũng không phải là xuất sắc lắm so với những cây khác, có thể là do trào lưu hay như nào đấy, nhưng cây này nó là một cây rất đẹp. Thì đây em giới thiệu các bác cây này là cây năm cây trắng tuyết ngọc. Thì bây giờ em sẽ nói sơ qua về cái vấn đề là thân lá để các bác đi mua là có thể nhận diện và nhìn khi mua một cái cây tuyết ngọc. Bởi vì cây này nó đang nở đây rồi thì các bác xem hình hoa thì với hình lá thì chắc chắn là một rồi, thì các bác mua yên tâm luôn, đúng không ạ? Nhưng mà đi mua của những cái chỗ địa chỉ uy tín ấy thì mình cứ nhìn thân lá nó chỉ cần giống như này và có cái hoa, hình hoa người ta có chính chủ là mình mua, còn hoa không chính chủ thì nhiều khi thì cũng nên cân nhắc. Bởi vì hoa không chính chủ thì mình chưa biết được là nhà người ta nở không. Bởi vì người ta chưa nở thì người ta chưa được khẳng định được là cái cây này nó ra hoa kiểu gì, hoa như thế nào. Còn em thì em chuyên môn là có cái kiểu đó, chính là nở hoa vài ngày em mới quay, để cho nó còn không còn đẹp lắm ấy.
Nhưng mà khi mà lên ảnh thì nó sẽ rất đẹp. Bởi vì lên ảnh luôn luôn là những ngày thứ nhất, ngày thứ hai. Còn như những cái cây này là em những thường những cái cây em quay ấy, là đa phần là nó phải nở ngày thứ ba, thứ tư. Có những cây tận một tuần cơ. Bởi vì nó là dòng bền ấy. Dòng bền hoa thì là em phải để một tuần em mới quay cơ. Để khi các bác đi mua ấy, các bác về về nhà các bác chăm ấy, là ví dụ như là đến bây giờ thì các bác chăm, các bác nuôi thì các bác nó nở hoa, thì các bác nhìn được, à cái cây này thì mình mới biết được rằng lúc đầu nó rất đẹp, nhưng chỉ 2 ngày sau là nó đã khác biệt rồi. Ví dụ như thế. Thì như cây tuyết ngọc này thì đây là nó nở là được ngày thứ tư, bắt đầu tính ở hé thì ngày mai là ngày thứ năm cơ. Bởi vì nó nở nhiều bông mà cái bộ cánh của nó, như cái bông này nó vẫn khá là căng và khá là bay đẹp so với những cây khác. Thì đây để em xem có cái mầm của nó là rất là dễ nhá. Mầm dễ thì các bác nhìn mầm nó dễ luôn. Đây là cái mầm của cái cây tuyết ngọc. Mầm của tuyết ngọc là mầm ki. Còn mầm thân gốc ấy thì là nó đây. Các bác nhìn thân dài dài nó dễ nhìn này. Đây là thân cây tuyết ngọc. Lá cái này thì là mới ra, cổ của nó rất là trắng. Nhưng về sau hồi già của nó thì cái khớp của nó hơi có vàng vàng vẩn. Vẩn màu vàng. Đây. Hơi có vẩn màu vàng. Cây nào nó cũng như thế, ki và ki trên này cũng thế này. Kia mới ra là xanh sạch nhưng về sau nó hơi vẩn vàng ở cái khớp này. Cái khớp này sẽ là vẩn vàng. Những cái về giá ấy, đây. Mới ra xanh sạch nhưng càng ngày thì nó sẽ càng lên hơi ám chút. Nhưng cây này thì nó là cái cây đặc điểm nhận dạng của nó là như thế. Lá của nó đây. Các bác nhìn lá cây tuyết ngọc. Đây là lá của cây tuyết ngọc. Cái này thì giá thị trường so với những cây khác thì nó cũng rẻ thôi. Rẻ hơn 500 Phú Thọ nhiều. Mà 500 Phú Thọ thì nó là một cây nổi tiếng và rất là đắt và rất là nhiều người bị nhầm. Thế nên là việc các bác chơi những cái cây đấy cũng nên chơi vì nó rất là đẹp. Em thì ủng hộ cây nào cũng nên chơi. Còn chẳng cây nào cây không nên chơi cả. Bởi vì sưu tầm mỗi hoa là một khác nhau, nhưng mắt blue này thì nó ít hơn. Thì các bác có thể sưu tầm đấy. Sưu tầm những cái cây mắt blue này. Bởi vì nó ít lắm. Mình chơi là phải chơi sưu tầm những cái cây đẹp. Và nó hiếm. Chứ còn đẹp nhiều đại trà thì vẫn chơi, nhìn chung là vẫn chơi. Cái gì cũng chơi, nó đẹp rồi mình phải chơi chứ. Nói chung là yêu thương cái đẹp. Đúng không ạ? Thân lá của nó thì nó kiểu dạng lá của vùng Nghệ An hoặc Cát Bà gì đấy. Nó có hai vùng. Thì là cái vùng hoặc là vùng Cao Bằng. Thân lá cái này. Kiểu này hoặc là vùng Cao Bằng. Bởi vì là cái dạng thân lá này thì để 100% thì em không biết được xuất xứ nó đâu cả. Nhưng thân lá này nó dạng thân lá không phải thân lá miền trong, không phải thằng hàng Tây Nguyên, không phải ESO, Chimoray hay là cái gì đấy, không phải là vùng đấy. Bởi vùng này là nó là cái dạng vùng thân lá to, thân lùn, à thân mập. Nuôi lùn đó là do phân thuốc rồi. Nói chung nó có rất nhiều loại phân thuốc để cho các bác trồng là nó sẽ lùn và rụt. Thân mập nó nhiều lắm. Các bác mà cần thì cứ inbox cho em. Thì em sẽ nhắn tin tư vấn cho các bác các loại phân bón dùng làm sao để cho nó thân nó mập này, có loại phân bón nào để cho nó dài này, cho nó ăn cái gì này. Đấy, thì kết cấu phân bón thì nó đơn giản thôi, nhìn chung là cái đấy phân bón nó quá đơn giản. Quan trọng là các bác chọn được giống cây tốt, chọn được giống cây chuẩn. Các bác về chăm không mất công. Thì các bác chăm là đến khi đến mùa 2 năm sau là nó sẽ nở hoa thì sẽ chuẩn. Thì đấy là cái cây tuyết ngọc, nói về cái thân lá nó một chút thế thôi. Thì bây giờ em nói đến cái phần hoa, bông hoa của nó nhá. Bông hoa của nó ấy. Thì đây có một số cái bông ở trên này. Em bỏ cái lưỡi nó đi rồi để cho các bác nhận diện nó dễ. Các bác nhận diện được nó là màu trắng và em mang cái thẻ ghi tên cây màu trắng. Đây. Nhìn này các bác biết nó có hồng hay không đúng không ạ? Hay là ám blue hay gì nhìn mình biết ngay. Cái này là em quay video bằng điện thoại nhá. Nên là không có chuyện là chỉnh sửa màu hay hình ảnh hay cái gì đâu. Quay thực chất 100% như thế nào thì nó là như thế luôn. Thường ấy thì cái cánh nó hay ám ở đầu cánh. Đây các bác nhìn này. Hay ám ở đầu đỉnh cánh đây này. Cánh này. Đấy. Đây là cái tem màu trắng. Tem này tem Đài Loan màu trắng. Khi các bác mà đi mua mà xem nó có cánh trắng không ấy, là mình cứ làm cái tờ giấy trắng hoặc cái tem trắng này. Mình thả ở đây cái là mình biết ngay là cái cây của mình có chặt cánh trắng thật hay không.
Nhưng mà đôi khi một số cây ấy, nó nở nó không ổn định ấy. Là năm nay là cánh nó trắng và sang năm là cánh nó hơi ám một chút, bởi vì có một số cây là nó không ổn định. Nó là như thế. Nhưng mà cái lượng cây không ổn định ấy, nó ít lắm. Thì cây này thì nó là cây tương đối ổn định và em trồng nhà nó cũng nhiều nắng mà. Nên là cũng nghĩ nó là chuẩn thôi. Chứ mà để mà nó là một cái cây ám ấy thì nói chung có năm ám năm không. Với mắt blue này nó dạng mắt nó hơi tím. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Màu của nó đây đấy, vào màu thật, hình ảnh 100% luôn. Quay bằng điện thoại iPhone. Mà iPhone thì thường màu nó sẽ là thật so với cả Samsung với cả mấy cái hãng khác ấy, thì iPhone là luôn được lựa chọn là chụp là nhiều nhất. Khi các bác đi xem nó có phải năm cái trắng hay không ấy, thì các bác cứ nhìn đây là các bác biết đúng không? Quay gần nó không lấy đâu, quay gần nó không lấy nét đâu, nên em phải quay xa. Còn đây thì các bác nhìn trên này nó dễ, nhìn đây là biết ngay nó trắng hay không. Quan trọng là những cái búp này, những cái búp trên đỉnh này nó trắng này là được này. Chứ còn những cái búp ngoài này, chứ còn trong thì gần như là không, ít khi lắm. Quan trọng là cái búp ở ngoài. Đây là em dùng cái thẻ ghi tên của Đài Loan. Thẻ ghi tên của Đài Loan này thì em bán số lượng rất là lớn luôn, rất nhiều. Tại Hà Nội bao ship. Còn ở chỗ các tỉnh khác thì ai mua ở đâu thì là không bao ship. Kiểu vậy. Đấy thì em giới thiệu các bác về cái cây năm cái trắng tuyết ngọc mà mọi người vẫn hay gọi tên. Đây là hoa của nó thì nó nhiều hoa lắm, nhưng mà em chỉ nói về cái phân định của nó là cái sự trắng hay không trắng thôi. Đấy. Còn khi các bác chơi thì các bác sẽ được nhìn, được ngắm những cái cây hoa thực sự và những cái cây nó đẹp, giá trị và có những cái tiêu chuẩn cố định của nó rồi. Như ví dụ như cái cây này nó là cây năm, cái này là cây là blue này và gọi là tuyết ngọc. Thì các bác mua cái này về mà khuôn hoa hay là màu sắc nó khác ấy, thì nó không phải cây tuyết ngọc. Nhưng mà tương đối giống 90% thì nó là cây tuyết ngọc rồi. Bởi vì nãy như em nói đấy, thì một số cái thì nó là do mình nuôi ấy, thì có thể là nó sẽ được đẹp hơn hoặc là xấu hơn so với hình gốc ban đầu. Thì nó như thế. Thì cảm ơn các bác đã theo dõi video. Thì lần sau em sẽ quay thêm một số cái cây khác nữa, bởi vì em nhìn chung là nhà có nhiều lắm, nó nở phụ thuộc thời gian thì em quay. Thì các bác có thể xem ngắm và lựa chọn những cái cây mà mình cảm thấy thực sự là mình thích và hoa nó đẹp, giá cả thì vừa phải, làm sao là hợp lý với túi tiền của mình. Mình có thể mua để mình chơi sưu tầm. Mỗi loại mình không mua cây to thì mình mua cây bé thôi. Không có thì mình có thể mua mắt ngủ cũng được, về mình nuôi lên nó vẫn lên mà, quan trọng mình phải chăm được. Thì mình sẽ sở hữu được những cái bông lan rất là đẹp và giá trị. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và lần sau em sẽ quay và em sẽ xem những cái cây mà nó bị nở hoa nhiều ấy, mà các bác muốn nó lên kỳ, các bác có thể thử nghiệm bằng thuốc kích. Thuốc kích thì các bác thì có gì thì hôm nào em sẽ nói chuyện về cái thuốc kích đi sau. Bởi vì là cái thuốc kích này nó phải mất một buổi cơ. Còn như bây giờ thì em chỉ quay và giới thiệu những cái bông hoa này để các bác ngắm thôi. Đó, đây là em các thể trạng của cái cây tuyết ngọc. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.